Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo về Liên minh huyền thoại túc chiến trên channel của mình. Và ắt hẳn lý do anh em có mặt ở đây là vì những cái lỗi thường gặp ở bản Open Beta đã khiến cho việc truy cập trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây. Hãy chú ý rằng là server của Riot vẫn liên tục trong trạng thái quá tải và vẫn đang được khắc phục. Thường sẽ mất ít nhất một vài ngày để có thể chơi được một cách nó mượt mà, nên anh em đừng nóng vội dẫn tới giận quá mất khôn nhá. Đầu tháng 12, game sẽ chính thức được mở cho thị trường Việt Nam. Nhưng trước hết thì hãy cùng với mình khắc phục các cái lỗi cơ bản để có thể quẩy luôn ở khu vực C, khu vực đầu tiên được mở cho Liên minh huyền thoại túc chiến. Let's go! Lỗi đầu tiên này anh em thường gặp là do cấu hình sẽ không đủ để có thể chơi được túc chiến. Với Android thì sẽ cần là từ phiên bản 4.4 trở lên, RAM 1.5GB, chip lõi từ 1.5GHz cùng GPU Power VR GT7600 trở lên là có thể chơi được. Trong khi với iOS sẽ là hệ điều hành iOS 10, RAM 2GB, CPU A9, với thiết bị được khuyên dùng sẽ là từ iPhone SE 1. Tất nhiên là anh em vẫn có thể chơi trên iPhone 5S trở lên với vỏn vẹn 1GB RAM, chỉ có điều hậu quả là crash game sẽ diễn ra thường xuyên luôn đấy. Khi xác định là máy mình đã đủ cấu hình, anh em hãy tải về và chơi Liên minh huyền thoại túc chiến. Bằng không, hãy chờ đợi tới bản hoàn chỉnh chính thức và nâng cấp thiết bị của mình lên sao cho nó phù hợp nhé. Nếu như anh em gặp phải lỗi ứng dụng chưa cài đặt thì khả năng cao là do bộ nhớ trong của máy đầy khiến cho game sau khi tải về không thể giải nén ra được. Dù rằng là game yêu cầu 1.5GB đến 1.9GB cho Android và iOS, nhưng bạn nên sắm sửa bộ nhớ trống ít nhất là gấp đôi con số đó cho nó chắc ăn. Và nhớ tích vào phần cho phép cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định nữa nhé. Còn nếu như anh em đang sử dụng TapTap thì cũng hãy vào phần Setting, sau đó kéo xuống dưới, chọn vào phần App Info và chọn cho mình luôn vào TapTap nhé. Ở trong phần này anh em hãy vào Install Unknown App và ở cái chỗ có một cái công tắc anh em nhớ bật nó lên để có thể cài được những cái ứng dụng từ bên thứ ba chính là TapTap này luôn. Với cái lỗi Unable to log in with an account from this reason, đây là một cái lỗi mà một số anh em gặp phải khi đăng nhập game cùng với tài khoản Riot. Nguyên nhân là vì tài khoản của anh em không thuộc các cái quốc gia được hỗ trợ chơi tốc chiến, hoặc cũng có thể là do bạn chưa fake IP khi tạo tài khoản hoặc phần mềm fake IP đã không kết nối đúng đến địa chỉ cần thiết. Cách khắc phục là tạo một tài khoản mới hoàn toàn qua một email khác. Nhớ là kết nối IP fake đã tới được Singapore hoặc là Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines hoặc là một số các quốc gia đang được quyền cho phép ở thời điểm hiện tại là ok. Phần mềm mình khuyên dùng sẽ là Kiwi VPN cho cả Android và iOS, Free VPN cho Android, VPN Proxy Master cùng TalkVPN nếu như anh em lại muốn tạo trên máy tính. Nhớ là chọn đúng logo và tên của nhà phát triển cho kho ứng dụng để không tải nhầm, tránh mất thời gian không đáng có của chính anh em luôn. Đây là một cái lỗi cực kỳ phổ biến và xuất hiện liên tục trong những ngày ra mắt Liên minh huyền thoại túc chiến phiên bản Android. Và lý do là vì quá nhiều anh em khởi tạo tài khoản Riot mới thông qua tài khoản liên kết Google hay là Facebook, khiến cho hệ thống tiếp nhận từ phía Riot bị quá tải. Thậm chí là người chơi Valorant cũng bị ảnh hưởng luôn. Đây là lỗi đã và đang được Riot khắc phục. Anh em có thể sử dụng tài khoản Riot Sync hay các cái quốc gia có sẵn khác để chơi tạm cho thời gian này, hoặc có tạo thì hãy tạo trực tiếp tài khoản Riot luôn để tránh gặp phải cái lỗi này nhé. Đó cũng chính là cái điều mà bản iOS đã thực hiện khi mà hai cái cách đăng nhập qua Facebook và Google đã bị gỡ bỏ khi đưa lên cái hệ điều hành này. Nhưng ác mộng lại tiếp tục diễn ra khi Riot mở cửa cho người chơi iOS vào ngày 28 vừa qua. Đây là lỗi với tỷ lệ cao là tới từ phần mềm fake IP, bởi chúng không thể giúp cho chúng ta tới với server, hoặc phức tạp hơn là các IP của những ứng dụng này đã bị chặn. Cách khắc phục chính là đổi qua phần mềm fake IP khác. Với iOS thì mình khuyên anh em nên đổi thử sang Kiwi VPN, mình sẽ có hướng dẫn ở ngay cuối video. Mình cũng đã làm và login thành công dù gặp phải cái lỗi 6 ngày sau đây. Đây sẽ là lỗi nhẹ nhất của quá trình đăng nhập. Đơn giản là vì server quá đông và IP của bạn không đủ nhanh để chen chân vào. Thế nên hãy kiên trì đăng nhập để có thể vào được game nhé. Mình đã thử và thành công với Kiwi VPN phiên bản iOS. Tham khảo một số anh em khác cũng khắc phục được sau khi đổi phần mềm VPN khác và kiên trì là sẽ vào được game thôi. Lỗi này là do anh em chưa fake IP thành công hoặc đang trong tình trạng quá tải. Hãy chờ một lát rồi đăng nhập lại. Bằng không thì anh em nên kiểm tra lại cái phần mềm fake IP cùng IP của mình xem đã đúng quốc gia chưa nhá. Fake IP chính là cái vấn đề nhức nhối nhất cũng như là phát sinh nhiều lỗi nhất ở thời điểm hiện tại, khiến cho anh em khó có thể vào được game và đăng nhập được game. Nên là anh em cần phải chú ý tìm sao cho cái phần mềm nó chuẩn là có thể chơi được thôi.
Trong video hướng dẫn cài đặt tốc chiến dành cho iOS, có rất nhiều anh em sử dụng phần mềm Fake IP giống như mình hướng dẫn nhưng không thành công. Thế nên là mình sẽ hướng dẫn thêm cho anh em một cái phần mềm khác để dễ dàng vào game hơn nhá. Mọi các cái hướng dẫn này đều do chính mình tự chơi dại và test thử. Đầu tiên là mình đã vào được một cách ngon lành nhưng sau đó thì không truy cập được. Và mình đã đổi qua Kiwi VPN, đăng nhập thành công mà không hề báo lỗi gì nữa. Cụ thể ở bước sử dụng Fake IP thì anh em lên Apple Store tìm Kiwi VPN với nhà phát triển là Timon Software, sau đó cài đặt và mở ứng dụng lên để sử dụng. Nhớ bấm download để cho phép ứng dụng này hoạt động. Anh em chọn vào Singapore, quảng cáo hiện lên thì anh em cứ tắt nó đi và bấm vào quả Kiwi có công tắc ở giữa màn hình là xong. Nhớ bấm vào xem IP máy chủ ở góc bên trên phía bên phải để check lại xem là mình đã đúng ở Singapore hay chưa. Nếu như rồi thì anh em có thể ra và tạo tài khoản Riot mới một cách dễ dàng và vào game luôn. Ở bước login thì sẽ hay gặp cái lỗi thứ 5 và 6 ở trong video này. Anh em cứ kiên trì sẽ vào được game. Nên copy cái ID để mỗi lần đăng nhập chỉ cần điền pass là được, đỡ mất thời gian. Sau khi đăng nhập thành công thì anh em có thể tắt Fake IP đi và chơi một cách bình thường. Khi nào gặp cái lỗi đăng nhập thì lại bật Fake IP lên và làm lại như trên nhá. Vậy là trên đây mình vừa mới cùng với anh em khắc phục những cái lỗi phổ biến nhất về Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ở lần ra mắt Open Beta này. Dĩ nhiên là sẽ còn những cái lỗi khác và các cái cách thức khắc phục này có thể không áp dụng được với 100% cho anh em đang xem video, nhưng hoàn toàn là do mình thực nghiệm trên chiếc iPhone 6 của mình cũng như là một chiếc Black Shark. Chúc anh em sớm vào được game và hẹn gặp lại trên đấu trường Tốc Chiến. Nếu có gì thắc mắc thì anh em cứ comment xuống phía bên dưới video, mình sẽ cố gắng tìm cách giải quyết sớm nhất có thể nhá. See you again!